nóng, bóng đá Việt Nam lại gặp biến căng, một câu lạc bộ đòi bỏ giải. Nhiều khả năng câu lạc bộ Sài Gòn sẽ không tham dự giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 như dự định. Ngay trước thềm giải hạng nhất quốc gia 2023 khởi tranh, nhiều lùm xùm, rắc rối đã xảy ra. Trước đó, câu lạc bộ Cần Thơ đã quyết định không tham dự giải đấu do thiếu kinh phí hoạt động. Trong khi đó, dù vướng phải nhiều vấn đề về tài chính từ cuối mùa giải trước, tuy nhiên Phù Đổng vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tại V-League 2 2023. Đội bóng nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ phía dư luận về tương lai là câu lạc bộ Sài Gòn. Sau khi đứng cuối bảng tại V-League 2022 và phải xuống hạng, Sài Gòn Fan Club đã thanh lý toàn bộ cầu thủ. Những tưởng đội bóng này sẽ bỏ giải, tuy nhiên đến phút chót, đại diện của thành phố mang tên Bác lại quyết định tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chọn sân nhà Thống Nhất thì Sài Gòn Fan Club lại lựa chọn sân vận động Đà Lạt tại Lâm Đồng. Câu lạc bộ Sài Gòn được chuyển giao về cho tỉnh Lâm Đồng sau khi hai đội bóng đạt được thỏa thuận trao đổi suất thi đấu tại V-League 2. Ngay sau đó, những kết quả bốc thăm cũng được ban tổ chức công bố khi Sài Gòn nghỉ thi đấu vòng 1 và ở lượt trận thứ 2, đội bóng này sẽ đón tiếp Hòa Bình trên sân nhà. Tuy nhiên, theo nguồn tin của chúng tôi có được, mới đây Sài Gòn Fan Club đã quyết định rút lui khỏi giải hạng nhất quốc gia 2023 và không trao đổi suất cho câu lạc bộ Lâm Đồng. Vấn đề liên quan tới việc khúc mắc trong quá trình chuyển giao giữa hai đội bóng. Với việc Sài Gòn không tham dự V-League 2 cũng như cúp quốc gia khiến cho ban tổ chức giải đấu sẽ phải tiến hành bốc thăm lại trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Nếu như Sài Gòn Fan Club quay xe, không tham dự giải hạng nhất quốc gia 2023 thì giải đấu sẽ chỉ còn 10 đội bóng. Không giống như mùa giải trước đó, sẽ chỉ có đội bóng lên ngôi vô địch mới giành được suất thăng hạng lên chơi ở V-League 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.